Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với chuỗi series Road to Miss World 2021 của Hà. Ngày hôm nay thì Hà sẽ có một buổi tập múa cùng với chị Kim Anh để chuẩn bị cho phần thi Dance of the World. Hà tin là không chỉ mình mà tất cả mọi người đều mong ngóng phần thi này vì đây là một trong những phần thi hấp dẫn và quan trọng của cuộc thi Miss World 2021. Mọi người hãy cùng đón chờ xem ngày hôm nay buổi tập của mình sẽ diễn ra như thế nào nha. Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh, mình là vũ công và là biên đạo cho Hà tiết mục Dance of the World. Thật sự thì Hà so với cái đợt Hoa hậu Việt Nam thì chị cảm thấy là Hà tiến bộ rất là nhiều. Và Hà những bữa đầu thì có đôi lúc không tập trung, tại vì chắc là do tập sớm quá hoặc là chưa có quen với lại cái nhịp độ đi làm lại hay sao á. Thì nhưng mà tới hôm nay thì Hà tiến bộ rất là nhanh và gần như là chị chỉ động tác nào là bạn ấy đều làm ra được. Và cái đó là chị rất là mừng. Kể cả thần thái này là bạn ấy rất, trong quá trình tập thì Hà rất là xuyên và Hà rất là chịu diễn và chịu làm theo và chịu thích mình với lại cái bài diễn. Cho nên là chị cảm thấy rất là quý Hà, bởi vì Hà đã cố gắng, Hà tiếp thu và Hà tiến bộ rất là nhiều, đó là cái mà chị rất là thích. Còn một cái nữa là Hà cũng rất là thoải mái nói chuyện với chị, ví dụ như là chỗ đó Hà cảm thấy không ổn hoặc là như thế nào, Hà nói chuyện rất là thoải mái, không có câu nệ Hoa hậu Việt Nam hay như thế nào cả. Và cái đó là chị rất là thích, có một cái rất là gần gũi với Hà và cũng giống như là mình dễ làm cho cái bài của mình nó phát triển nhiều hơn. Chị thấy em không tập được chị bỏ hay sao? Không, đó là bản cắt chứ không phải là chị bỏ. Không phải là gì em không tập được. Rồi, cái nhạc nó không hợp. Em đang thấy buồn bởi vì em tưởng chị là... Sao em muốn cái đó không thì chị cho cái đó lên đầu. Không, em không phải là em muốn mà em đang thắc mắc thôi. Tại vì muốn thì chị cho cái đó lên đầu luôn cũng được. Không. Cái đúng như nhưng mà cái... đi phải đẹp. Không, cái đúng đẹp như được cái... Không? Cái bạn mình thì là bạn thì chính thức đi, an toàn đi, em qua bên kia. Không có chị ở đó đâu. Rồi. Nhớ video call nữa chị được rồi. Nữ tướng, tức là phải vừa có nữ và vừa có tướng nữa, tức là phải có vừa cái nét mềm mại của người phụ nữ Việt Nam và cũng phải vừa có một cái nét gọi là uy dũng của một vị tướng. Và với một cô gái mà ở độ tuổi như Hà thì thật ra lúc đầu chị cũng rất là lo, không biết là có thể thể hiện được cả hai nét đó trong cùng một cái cô gái như là Hà, Đỗ Thị Hà hay không, thì mình cũng khá là lo lắng. Tuy nhiên thì trong quá trình tập thì không ngờ là cô gái này lại rất hứng thú với phần võ nha mọi người. Cô gái rất là tập rất là xuyên và phải gọi là thể hiện ra được cái thần thái ngay từ cái buổi tập đầu tiên trong cái phần võ luôn. Thì cái đó là điều mà Kim Anh Đức cảm thấy rất là thú vị và hy vọng là mọi người sẽ dành nhiều sự ủng hộ cho Hà, bởi vì Hà đã dành rất là nhiều công sức cũng như là bỏ rất là nhiều nỗ lực ra để tập cũng như là hóa thân vào nhân vật này. Và hy vọng là mọi người sẽ cảm nhận được cả sự mềm mại và sự nữ tánh của người phụ nữ Việt Nam cũng như là sự uy dũng trong người phụ nữ Việt Nam khi mà trong cái quá trình chiến tranh ngày xưa. Lên và chắc mềm. Ok. Đi. Mời. Mềm. Chắc mềm. Hà
thì thật sự ưu điểm nhiều nhưng mà cũng có khuyết điểm nha, không có hoàn hảo đâu. Nhưng mà những cái khuyết điểm này thì với Kim Anh thấy thì thật ra cũng dễ hiểu thôi, tại vì Hà vẫn còn trẻ và đôi lúc Hà bị mất tập trung nè, rồi xong rồi Hà sẽ đôi lúc lơ là mà ở những cái phút giây mà rất là khó đoán luôn á. Nhiều lúc Hà đang tập rất là chăm, xong rồi tự nhiên một phút lơ đễnh nào đó cũng nhìn đi đâu rồi cũng không biết mình đang tới đâu, mình đang ở đâu luôn. Tức là nhưng mà anh nghĩ thì với một cô gái trẻ như Hà thì cái đó chỉ là một kiểu tâm lý của người trẻ thôi, đó không phải là một cái gì, không hẳn gọi là khuyết điểm nữa. Thì trong những buổi tập gần đây thì Hà đã nghiêm túc hơn rất nhiều, và Hà bởi vì thời gian gấp rút nên Hà đã cố gắng và thật sự được cố gắng rất là nhiều, tập trung rất là nhiều hơn trước rất là nhiều. Nhưng Kim Anh nghĩ thật ra cái đó không hẳn là khuyết điểm gì hết, và chỉ mong là Hà ở cuộc thi khi mà qua nước bạn để chinh chiến thì sẽ càng tập trung hơn nữa, sẽ càng nỗ lực hơn nữa, nhưng vẫn giữ được là một Đỗ Thị Hà rất là vô tư, rất là dễ thương và giữ được cái cá tính của mình. Đấy, bây giờ thoải mái lắm. Đi bước bước bên phải bên trái, cao xuống cao xuống, ok, đỡ hơn nhiều. Đè cái chân xuống, hai cái chân xuống, đúng rồi. Lên, khi lên là em phải xiết cái bụng lại đúng không? Đó, nó là cảm giác đó. Nhạc hai đi. Xuống thẳng chân, rồi đi lên lần nữa, hai đi thả, đó, nó xuống được thêm miếng. Chị chúc là Hà sẽ đạt được vị trí cao nhất, kể cả trong lòng mọi người, ở cuộc thi Miss World sắp tới, và mong là em sẽ được thể hiện được hết toàn bộ cá tính của mình. Cho dù là có được giải cao nhất hay không thì cũng mong là Hà sẽ để lại được những dấu ấn thật là đặc sắc và thật là đậm chất Việt Nam tại cuộc thi Miss World sắp tới. Thì bây giờ là em với chị đã tập xong cái buổi tập 60 phút ngày hôm nay. Thì hôm nay em có tập thêm một số điệu như là uốn dẻo hoặc là uốn lưng. Thì em thấy đấy là những động tác rất là khó. Thì chị nhận xét nên là những cái buổi tiếp theo thì liệu em có thể làm những động tác đấy nó đúng và nó hoàn hảo hơn không? Bởi vì em đau lưng nó khó lắm luôn đó. Giờ đau lưng em đau lắm luôn. Em nghĩ là em còn trẻ mà không nghĩ là có một ngày em sẽ đau như thế này. Đúng rồi, thì thật sự cái này là hồi xưa chị cũng phải trải qua những cái cảm giác giống em thôi. Dạ. Thậm chí còn ghê hơn em nữa. Thật sự là bây giờ là may mắn hơn bởi vì có chị hướng dẫn, xong chị sẽ hướng dẫn cái căn bản cho em để đỡ đau hơn. Chứ hồi xưa là chị cũng phải trải qua những cảm giác giống em. Nhưng mà chị thật sự rất là ngưỡng mộ Hà, bởi vì Hà luôn luôn là sao ta, nói chuyện với chị rất là chân thật. Dạ. Và em bày tỏ hết những cái là khó khăn hay là cái gì không hiểu em hỏi chị liền. Dạ. Cho nên chị nghĩ chắc chắn những buổi sắp tới em sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Và hôm nay em đã đau lưng rồi, ngày hôm sau em phải đau nữa thì nó mới dẻo ra được hơn miếng. Ừ, mỗi lần đau nó sẽ dẻo hơn miếng. Cho nên mình ráng đi, vì một tương lai tươi sáng. Buổi đầu tiên em thấy kiểu em rất là hoang mang khi mà ủa sao đi tập, sao chị cứ cho em tập những cái gì đâu chả liên quan gì đến bài á. Xong đến những cái buổi gần đây nhất là mình tập vào chuyên sâu vào bài thì em mới biết trân trọng những cái động tác giãn cơ hoặc là những động tác khởi động mà chị tập cho em lúc đầu á. Có những buổi mà em đến muộn nhưng mà mình vẫn dành thời gian là tầm 30 phút, thậm chí là 45 phút để giãn cơ, thì em thấy cái việc giãn cơ đấy ngày hôm nay nó mới thực sự phát huy hiệu quả. Vì nếu không chắc là về chắc bây giờ em nằm liệt luôn. Đúng rồi. Cái này không phải chị em đâu, rất là nhiều người là thời gian đầu khi mà tập với chị là cũng đều ủa tại sao chị Kim Anh đúng rồi lại cứ dành thời gian quá lâu như vậy. Dạ vâng. Nhưng mà thật sự với những cô gái mà kiểu tay ngang như Hà, chưa bao giờ nhảy, chưa bao giờ múa mà bây giờ bắt đùng một phát giơ chân giơ tay lên rồi xong chấn thương cái kêu đổ thừa chị Kim Anh làm thì thôi chết chị luôn. Nên chị thà là mất lòng trước mình được lòng sau ha. Thế là chị bắt Hà, và cũng rất là khổ thân cô gái mấy ngày đầu mất tập trung cũng là vậy. Vô chị có tập tay xong duỗi mũi chân là hoài luôn, chưa thấy vô bài. Buổi đầu tiên là em nản lắm luôn á. Nhưng mà đến mấy cái buổi gần đây thì em thấy là những cái động tác của mình thật sự là nó cần một kỹ thuật rất là cao và yêu cầu là mình phải siết gồng toàn bộ cơ thể, cũng kiểm soát tất cả các nếu mà từ đầu không tập những cái đó chắc chắn em sẽ không tập được những động tác này. Dạ vâng, đúng rồi. Mình cũng sẽ tốn thời gian để tập đi tập lại những cái một động tác thôi. Dạ. Và chị cũng rất mừng là tới bây giờ là Hà vẫn tập đúng, cho nên là vẫn
chưa bị chấn thương nhiều, có hôm nay mới tập lưng thì đau lưng tí xíu thôi. Dạ. Chứ còn bữa giờ thì vẫn không chấn thương, mà chị mong là em cũng sẽ giữ được cái phong độ này. Dạ vâng. Chứ mà qua bên nước bạn thì có cố quá xong rồi cái sai tư thế xong quá rồi cố là quá cố luôn thì cũng không nên. À, nói chung là hôm nay rất là cảm ơn Hà. Dạ vâng. Có một cái buổi tập rất là năng lượng với chị. Dạ vâng. Em cũng cảm ơn chị Kim Anh đã đồng hành cũng như là hướng dẫn em từ những cái động tác nhỏ nhất, từ hít thở cũng như là khởi động các nhóm cơ để cho em vừa có một bài múa hoàn hảo cũng như là giúp cho em phát triển thêm những cái kỹ năng khác trong cái bài múa của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Yeah. Vậy là buổi tập ngày hôm nay của Hà cùng với chị Kim Anh đã kết thúc. Và Hà có một bí mật nhỏ muốn nói với mọi người, đấy chính là bài múa của Hà sẽ được ghi hình lại và sẽ có một bản full ghi hình tại Việt Nam. Thế nên là mọi người hãy đón chờ video của Hà tại Việt Nam với bài múa thể hiện hình ảnh của một nữ tướng 3 triệu và phần thi chính của Hà tại phần thi Dance of the World. Xin chào và hẹn gặp lại!